Rồi, chào cả nhà luôn nha. Hôm nay lại một chuyến đi bãi cúp nữa nha cả nhà. Đây có cái địa điểm cũng khá ngon luôn cả nhà. Nhưng mà xuống tới đây nắng quá nắng. Đây. Có cỏ nha cả nhà, có cỏ rồi siri nữa. Đây cũng có vườn siri đây này. Cũng đây cũng cái điểm này cũng khá rộng nha cả nhà. Quá ngon luôn. Thôi bây giờ cả nhà theo chân mình đi tìm chỗ để xuống bãi nha cả nhà. Để coi không biết nắng này không biết kiếm được cái kèo nào cho cả nhà xem không đây. Rồi giờ mà cả nhà theo chân mình nha. Thank you.
Đây. Đi vòng 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 miết cuối cùng cũng lượm được nha cả nhà. Trước đi, cái gì rõ sao? Đây là nhà cả nhà, khá ngon luôn. Ở đây còn thêm một em nữa nha cả nhà. Bây giờ mình sửa cung lại đi, rồi mình để ngâm chút xíu nữa nha cả nhà. Đây còn con ở ngoài nữa. Quá đã luôn. Đây mình sửa xong cái cung rồi nha cả nhà. Cả nhà đón chờ xem thử em mái có lại không nha cả nhà. Thank you.
nhát quá nha cả nhà. Để nãy giờ nó dẫn một cặp lại đây luôn mà nó không chịu chơi gì hết. Thôi mình kết thúc cái kèo đây luôn nha cả nhà. Kèo đây như dính được có một con cò thôi. Thôi hẹn cả nhà ở những video tiếp theo luôn nha. Cả nhà xem video mình thấy hay á, cả nhà cho mình xin một like với một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà luôn.